Đấy là các cái bước mà cài đặt địa chỉ tự động ở ngoài giờ nóng nhé. Xin chào các bạn. Thì đối với cái dòng máy Toshiba ấy, thì cái lỗi địa chỉ hay là khi các bạn lắp đặt mới mà các bạn muốn là cài đặt địa chỉ thì ở đây nó có nhiều phương pháp để cài đặt. Thì cái phương pháp mà chúng ta sẽ cài đặt tại cái con điều khiển RCBC AMT32A này, thì chúng ta sẽ cài đặt từng cái tham số một, thì nó cũng có thể là cái giờ nóng nó đọc được. Tuy nhiên cái cách cài đặt như vậy thì nó hay xảy ra, đó chính là nhầm lẫn địa chỉ. Ví dụ như các bạn cài hai con mà giống địa chỉ nhau thì nó sẽ báo lỗi và nó không chạy. Và khi mà cài đặt trùng nhau như vậy đi tìm thì nó rất là lâu và rất là khó. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn một cái cách hay hơn để chúng ta cài đặt địa chỉ. Đó là cài đặt địa chỉ tự động. Thì cái dàn nóng nó sẽ tự động nhận tất cả những cái dàn lạnh kết nối vào đó. Thì để mà cài đặt tự động thì trước tiên ấy là các bạn phải bật nguồn tất cả những cái dàn lạnh lên. Và tất cả các dàn lạnh như này nó sẽ được kết nối tới cái dàn nóng ngoài kia bằng cái đường bus của nó, cộng với tất cả nguồn phải bật lên. Các bạn chú ý nhé, tất cả nguồn của các cái máy kết nối vào đó bật lên đó, và chúng ta sẽ cài đặt tự động ở ngoài giờ nóng các bạn nhé. Thì đây các bạn nhìn thấy là khi mà chưa có địa chỉ thì cái setting này nó cứ nháy như này thôi, nó sẽ không hết được và nó cứ như này thôi, nó nháy thôi, có nghĩa là những cái này chưa được cài đặt địa chỉ thì bây giờ các bạn sẽ không thể chạy được đấy các bạn nào. Không thể làm gì được, ấn tất cả các nút ở đây đều không có giá trị gì cả. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ cài nhé. Các bạn sẽ bật toàn bộ dàn lạnh lên. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bật cả dàn nóng lên. Đấy. Bật dàn nóng rồi sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài phía dàn nóng nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đi ra phía dàn nóng để mình bắt đầu cài nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ đi ra ngoài phía dàn nóng. Đó, và chúng ta sẽ đi ra ngoài cái phía dàn nóng của nó. Thì ở đây cái bộ này nó có hai con dàn nóng đây các bạn, hai con nhé. Đây là cái bộ mà một cái tổ máy thì nó gồm có 12 cái dàn lạnh và hai cái dàn nóng. Thì khi mà ra dàn nóng như này thì các bạn để ý nhé, sau khi mà các bạn bật nguồn lên đấy, sau khi mà các bạn bật nguồn lên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ U1 này nó sẽ nháy này. Mà trước tiên là nó cứ nháy đó nhá. Thì các bạn cứ kệ nó. Đấy, cứ kệ nó cho nó nháy bình thường. Đó. Đến khi mà chờ một chút, khi nào nó hết nháy thì chúng ta mới có thể tiến hành cài đặt được cái địa chỉ tự động ở đây. Các bạn chờ một chút. Nó mất khoảng cũng mấy phút đấy. Thì kệ nó nhá, và tạm dừng cái video lại à mà thôi. Đó thì nó nháy đến khi mà các bạn thấy bên đây này nó xuất hiện chữ L08 U1 L08 thì các bạn nhấn vào cái switch 15 này đấy, đến khi nó ra chữ auto 1 này nó chạy, nó bắt đầu chạy chữ auto 1. Đấy, thì bây giờ các bạn chờ, tiếp tục chờ. Thì bây giờ cái cỗ máy này nó tự động nó dò tất cả các cái địa chỉ ở trong nhà kia. Có con nào kết nối được thì nó sẽ kết nối vào đây và nó sẽ chuyển sang auto 2 này. Và một tí nữa thì nó sẽ chuyển sang auto 3. Đấy, bây giờ đang auto 2 nhá. Thì các bạn chờ. Đấy, thì
trong lúc chờ thì đấy các bạn nhìn thấy đây là tất cả những cái nội thất ở bên trong của cái tổ máy này đấy, và nó các bạn nhìn thấy không, nó đã chuyển sang auto 3, 4, 5, 6 đấy, nó cứ auto dần dần 8 rồi, tức là đến 8, 9 này đó. Thì sau khi mà nó đã lốt được các cái địa chỉ về đây rồi thì lúc này nó sẽ khởi động lại để các bạn nghe thấy nó tạch một cái và cái chữ U này nó nháy nhá, thì nó bắt đầu nó reset lại các cái địa chỉ. Thì đó, đây là trên cái bo chủ này đó, các bạn thấy đây trên cái bo chủ nhá, các bạn thấy bên dưới này là cái bo biến tần của máy nén 1 và máy nén 2 đó, thì nó khởi động lại, bây giờ nó từng bước nó đã khởi động lại thì nó sẽ nháy, nó sẽ nháy một chút thì các bạn phải chờ nhá, chờ một tí thì nó sẽ khởi động, đến khi nào mà nó chỉ lên cái chữ U1 này không và bên này nó không có gì nữa, không có cái gạch này mà toàn gạch ngang thì nó sẽ được đó. Thì ở trên đây là toàn bộ cái phần điều khiển của một con máy đấy, các bạn thấy dây dợ rất là lằng nhằng, dưới đây là hai con biến tần, trên đây là biến tần quạt, đây là bo nguồn của quạt, đây là bo nguồn tọc, bo này lọc thôi đó. Và đây là nguồn vào đó. Thì đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy như này nhá, như này nó ok rồi, nó lên cái chữ U1 và toàn gạch này. Thì bây giờ chúng ta lại đi vào trong nhà để chúng ta sẽ kiểm tra cái giật lạnh ở trong nhà trong kia để xem là nó hoạt động như nào, nó đã nhận địa chỉ chưa. Đấy, bây giờ chúng ta lại đi vào trong nhà nhá các bạn nhá. Đó, thì chúng ta lại đi vào trong nhà để xem trong nhà nó. Nhận địa chỉ chưa? Đấy, và sau khi mà cài đặt xong cái địa chỉ ở ngoài kia các bạn nhé, thì bên trong này nó báo là đã nhận đây. Đấy, bây giờ bật lên này và các bạn thấy là nó đã ok rồi nhé. Đấy, nó hết cái chữ setting ở đây thì bắt đầu nó chuyển sang các cái trạng thái là có thể chạy bình thường như này. Đó, thì đấy là các cái bước mà cài đặt địa chỉ tự động ở ngoài dần nóng nhé. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.